Thưa quý vị, hôm nay ngày 11 tháng 7 là ngày dân số thế giới. Năm nay Việt Nam lựa chọn chủ đề đầu tư cho công tác dân số là đầu tư cho phát triển bền vững. Tuy nhiên hiện nay, tuổi kết hôn tăng, tỷ lệ kết hôn giảm và xu hướng sinh con muộn là các yếu tố khiến Việt Nam có nguy cơ không đạt được mục tiêu duy trì mức sinh thay thế trên toàn quốc. Điều này đặt ra nhiều thách thức cho mục tiêu dân số và phát triển. Năm 2023, dân số Việt Nam vượt mốc 100 triệu và là quốc gia thứ 15 trên thế giới có dân số hơn 100 triệu người. Cách đây 7 năm, nước ta đã chuyển từ chính sách kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển, tức đầu tư cho dân số là đầu tư cho sự phát triển bền vững của đất nước. Thống kê từ Cục Dân số cho thấy, có 2 trên 6 vùng là Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long có mức sinh thấp dưới mức sinh thay thế. 21 trên 63 tỉnh thành phố có mức sinh thấp và rất thấp, chiếm khoảng 39,37% dân số cả nước. Mức sinh thấp khiến tốc độ tăng dân số giảm dần trong những năm gần đây. Năm 2023, tỷ lệ người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên chiếm khoảng 12% dân số. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy là nhiều nước trên thế giới đã thành công trong việc giảm sinh, nhưng mà chưa có nước nào đã thành công trong cái việc đưa mức sinh rất thấp về mức sinh thay thế, cho dù có thể rất nhiều chính sách khuyến sinh với nhiều cái nguồn lực đầu tư rất là lớn. Còn về già hóa dân số thì chúng ta biết rằng là từ những năm 2011, nước ta đã bước vào giai đoạn già hóa dân số, và theo như dự báo thì chúng ta là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Việt Nam đang trong quá trình xây dựng luật dân số. Đây cũng chính là giai đoạn các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách cân nhắc chính sách về dân số và phát triển phù hợp, tác động tích cực đến các vấn đề về tương lai của quốc gia, dân tộc.